Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, tập một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đông bộ hồ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Giờ mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn từ một là những người uh, đang tập trung vào tài chính rất là nhiều ha. Và ở đây thì uh, có thể các bạn đang ở trong trạng thái của một cái sự uh, kết thúc một cái điều gì đó để mở ra một cái chương mới tốt đẹp hơn đến với bạn. Và mình thấy dường như các bạn đang muốn rời khỏi một cái tình huống, rời khỏi một cái um, nơi ăn chốn ở hoặc là một số bạn sắp có những cái chuyến đi ha, đi công tác, đi du lịch đâu đó vân vân. Và mình thấy dường như một vài bạn các bạn uh, đang ở trong cái uh, Um, trạng thái của sự gọi là muốn nghỉ ngơi ha muốn tập um, trung vào bản thân của mình yêu thương bản thân của mình cũng như chăm chút hơn cho cái sức khỏe tinh thần của bạn và một vài bạn có thể các bạn đang ở trong trạng thái của một sự gọi là chờ đợi một cái tin tức ha liên quan đến hồ sơ giấy tờ pháp lý gì đó hoặc liên quan đến liên quan đến cái vụ kiện nào đó ở đây um, mình thấy các bạn là người có sự chính trực ngay thẳng và luôn có trách nhiệm trong công việc và mình thấy dường như cuộc sống của bạn thì có thể là một cái sự công bằng, công lý nào đó sẽ được thực thi ha. Ừ. Rồi để mình xem coi ngày thứ tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Trong ngày hôm nay thì có thể là một vài bạn các bạn sẽ có những cái sự kiện bất ngờ gì đó xảy ra ha. Có thể một số bạn các bạn sẽ trong cái trạng thái như là tập trung vào tài chính của mình hơn. Các bạn không có dám tiêu xài phung phí một vài bạn ở đây có thể là các bạn à, nên ăn uống hợp lý ha đúng giờ đúng giấc để tránh tình trạng như là bị đau bao tử rồi đó vân vân ừ, hoặc là rối loạn tiêu quá ừ, và mình thấy có thể là các bạn muốn ở một mình ha các bạn muốn à, tìm về chính mình hoặc là các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái hướng đi và trong ngày này mình thấy là có thể là các bạn à, có một sự bảo vệ bản thân của mình trước những cái lời phán xét phê bình gì đó từ người khác và trong ngày hôm nay các bạn nên um, chú trọng bảo vệ cái uh, sức khỏe hoặc là bảo vệ cái tài sản tài chính của bạn có những cái người gọi là uh, nói xấu sau lưng hoặc là những người gọi là lừa đảo lợi dụng gì đó cho nên các bạn cần phải kỹ lưỡng hơn uhm, hoặc là có ai đó muốn nhượng tiền bạn chẳng hạn và trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn uh, sẽ có được cái tin tức chiến thắng uh, và cua vào nửa cuối ngày và một cái ước mơ gì đó của bạn được trở thành sự thật hoặc là bạn sẽ có một cái sự ngắm trăng ở đây ngắm sao gì đó ở đây đồng thời các bạn có được cái trạng thái của sự cân bằng hồi phục tinh thần sức khỏe và các bạn cảm thấy hài hòa hơn ha và vào nửa cuối ngày dường như mọi thứ có vẻ được hóa giải hoặc là các bạn có sự cân đông đo đếm có sự gọi suy nghĩ về cái con đường phía trước chẳng hạn một số bạn có thể là các bạn có những cái buổi biểu diễn diễn thuyết dẫn dắt chương trình gì đó trước đám đông thì mình thấy các bạn thể hiện rất là tốt ha đầy sự tự tin và có thể một số bạn sẽ nổi tiếng hơn được nhiều người bước tới hơn ha một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ có sự nấu ăn vào cuối ngày hoặc là một vài bạn có thể là các bạn sẽ có một sự xem xét cẩn trọng hơn ha trước khi mình ăn bất cứ điều gì kiểu như vậy các bạn có sự chú ý vào cái chế độ dinh dưỡng hoặc là chú ý vào cái khâu vệ sinh thực phẩm hơn Đồng thời có thể một số bạn các bạn sẽ lên chức lên một vị trí cao hơn Và trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích là nên có sự gọi là tập trung và giữ kín những cái đường hướng hoặc là những cái kế hoạch ý tưởng gì đó để tránh bị đánh cắp và các bạn nên uống nước nhiều ha bởi vì có thể là bạn sẽ nói nhiều cho nên hơi khô khan cổ họng một chút một số bạn có thể là các bạn sẽ đi đến một nơi nào đó và dường như các bạn sẽ đi thành một cái dòng tròn hoặc là các bạn là học tới học lui một cái điều gì đó hoặc các bạn làm tới làm lui một cái uh, uh, sản phẩm gì đó nói chung mà bạn có một cái sự lặp đi lặp lại khá là nhiều lần ha một cái vấn đề hoặc là làm một cái công việc nào đó ở đây Ừ, mình thấy các bạn sẽ có nhiều một cái phước lành ha à, các bạn có thể có sự đủ đầy hoặc là một vài bạn có thể là các bạn cảm thấy có một cái sự gọi là giác ngộ có điều gì đó ừ, thấy có một cái niềm vui hoặc là một cái sự may mắn bất ngờ gì đó đến với bạn trong cái ngày này và đồng thời các bạn có nhiều sự tưởng tượng hoặc là bạn có nhiều ý tưởng phong phú hơn ha ừ. Một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể các bạn có sự tương, sự tương tác với trẻ em à, Một số bạn nhận được một số tiền may mắn nè Có thể tiền lựa thưởng, tiền lương Hoặc là một vài bạn có thể là tiền um, may mắn bất ngờ nào đó à, Hoặc là các bạn nhận được một cái phần thưởng nào đó À mà trong ngày hôm nay có thể các bạn nên cẩn trọng với những cái chiêu thức lừa đảo Như là à, bạn trúng thưởng hoặc là bạn được gửi tiền vân vân và kỹ lưỡng hơn trong cái việc gọi là ai đó chuyển khoản nhầm cho bạn ha à, xem xét kỹ lưỡng để tránh có những cái hình thức lừa đảo uhm. và khiến cho bản thân của mình bị thất thoát tiền bạc uhm. các bạn cần phải nhìn sâu nhìn rõ vấn đề và tìm hiểu um, xem thông tin có chứng thực có rõ ràng hay xong không. không chứ đừng vội vàng hấp tấp làm bất cứ điều gì cả ha một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có những cái sự hơi bất an ha, ừ. à, các bạn có thể là có một cái sự hơi tự ti rụt rè gì đó thì mình thấy có thể là bạn nên cứ tự tin mạnh mẽ và thể hiện hết sức mình là bạn có thể là sẽ đạt được cái điều mà bạn muốn à, vào nửa cuối ngày. Một số bạn thì có thể là bạn có một cái sự lặp đi lặp lại hoặc là đọc đi đọc lại một câu nói hoặc là một cái... À, làm một cái gì đó nhưng mà sau đó mọi thứ nó có vẻ sẽ hoàn thành với bạn ha ừ có thể là khúc đầu các bạn cứ làm tới làm lui nhưng mà sau đó mọi thứ nó sẽ kết thúc một cách trọn vẹn nhất à. ở đây thì một số bạn các bạn đang trên cái hành trình phát triển tâm linh của mình ha à, bởi vì bạn đã cầu nguyện và suy ngẫm về con đường tâm linh của bạn thì bạn có thể cảm thấy xung đột với niềm tin thực sự của mình phân dân không biết nên đi theo cái con đường truyền thống hay là con đường thay thế nào đó ừ thấy một số bạn các bạn đã nghiên cứu hoặc tham gia các nhóm tôn giáo hoặc tâm linh khác nhau cố gắng xem cái nơi nào phù hợp với bạn ha phù hợp với giá trị của bạn thì ừ, ở đây à... trong khi bạn muốn đưa ra các quyết định về con đường tâm linh của mình một cách độc lập thì bạn thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi quá khứ của bạn và bạn cũng muốn đưa ra cái lựa chọn đúng đắn tốt nhất cho cái tâm hồn của mình và bạn nhận ra một số niềm tin truyền thống có giá trị ha và ngay cả khi mọi người có cùng cái đức tin tôn giáo họ cũng có những cái cách hiểu khác nhau à, khó có khả năng hai cá nhân đồng ý về một cái khía cạnh của tôn giáo hay tâm linh bởi vì đó là trải nghiệm cá nhân sâu sắc những bài học cuộc sống của bạn tiếp tục hình thành cái niềm tin của bạn vì vậy bạn hãy tiếp tục cầu nguyện và làm theo sự hướng dẫn ha trong cái trái tim của mình trong cái trực giác của mình tìm kiếm những người có cùng cái niềm tin tương tự ha để bổ sung cho nhau Ừ, và có thể dẫn đến cái tình bạn sâu sắc và giúp cho bạn định hướng con đường tâm linh của mình à, một số bạn có thể các bạn đang trải qua những cái mâu thuẫn vì các đối tác có niềm tin tôn giáo hoặc tâm linh khác nhau đây là một cái tình huống đầy thử thách đối với cả hai người và nó cần được xử lý bằng lời cầu nguyện và thường xuyên bằng cái sự tư vấn của những người có cái khả năng um, kinh nghiệm ở đây thì mọi người mỗi hướng mỗi người đều có cái hành trình khác nhau, đều có những cái trải nghiệm, những cái bài học, ha, những cái phép màu mình từ nhận thấy thì việc của bạn nên có một cái sự tập trung vào cái con đường phát triển tinh thần của mình. Còn những ai đấu đá mâu thuẫn với bạn thì có thể là họ chưa học được cái bài học của bạn, họ chưa vượt qua được cái sự cái điều mà bạn đã vượt qua được, họ chưa thấy được những cái phép màu mà bạn đã nhận được, cho nên là thôi mình không cần phải tranh cãi làm gì cho nó mệt mỏi cuối cùng thì họ cũng sẽ học được cái bài học của họ thôi còn việc của bạn của bạn cần cứ tập trung vào bản thân của mình và tiến bước trên cái hành trình của bạn ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi uh ngày thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây là những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ hai các bạn tụ 2 là những người ở trong trạng thái của một cái sự hơi bị mơ hồ về cái điều gì đó ha là các bạn đang có những cái sự hoang mang nghi ngại về tương lai phía trước Uh, một số bạn ở đây có nhiều đêm trăn trở không ngủ được và có thể các bạn là những người sống nội tâm là những người uh, chuyên gia có một cái sự che giấu những cảm xúc ha, những cái suy nghĩ thầm kín. Các bạn không có muốn thể hiện nhiều quá qua bên ngoài. Và mình thấy uh, các bạn cũng đang rất là chăm chỉ um, rèn luyện kỹ năng tay nghề của mình ha để phát triển công việc của bạn để gia tăng tài chính. Có thể các bạn đang có những cái sự gọi là đấu đầu với những cái um, À, sự mệt mỏi bên ngoài hoặc là đối đầu với những cái sự gọi là à, công kích từ người khác hoặc là một vài bạn ở đây các bạn là những người có một cái niềm tin vững mạnh các bạn có niềm đam mê trong cuộc sống các bạn có sự gọi là vững chí đi theo con đường của bạn và các bạn cũng là một người rất là yêu thương gia đình cha mẹ của mình à, một số bạn ở đây có thể là các bạn đang mong chờ một cái tin tức gì đó từ một cái người thân ở xa ha ừ. Các bạn có thể cũng đã lên kế hoạch cho tương lai Và có thể các bạn đang bắt đầu thực hiện những cái điều mà mong muốn Và một số bạn ở đây các bạn đang rất là muốn đi xa Hoặc là bạn có thể đang muốn làm việc ở xa ừ. à, Hoặc là đang mong mỏi một cái điều gì đó ha, sẽ đến với bạn Các bạn cũng là một người có tầm nhìn xa rộng ừ. Rồi để mình xem coi à, Ngày thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay thì có thể một số bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ đây là một người có sự tình cảm dịu dàng nhẹ nhàng nhân ái ha và chân thành có thể là họ sẽ cho bạn một cái lời khuyên một sự động viên hướng dẫn gì đó một vài bạn có thể là các bạn sẽ có một cái sự gọi là bắt đầu một cái hành trình mới ha các bạn có sự đổi mới có sự gọi là phát triển một cái ước mơ nguyện vọng gì đó mới của bạn và mình thấy dường như các bạn có một cái sự nhẹ nhàng hơn thân thang hơn một vài bạn có thể là bạn sẽ đi À, dạo mát với thú cưng của mình, à, có một số bạn ở đây có thể là các bạn được ai đó cho bạn một cái uh, lời khuyên hoặc là các bạn được uh, thưởng thức một cái thức uống mà bạn yêu thích, hoặc được ai đó mời uống nước, uhm, một vài bạn có thể là các bạn có được cái uh, uh, tình cảm mà ai đó dành cho bạn chẳng hạn, và mình thấy có thể là bạn sẽ có sự gọi là um, mua một cái cuốn sách mới, một cái quyển sách mới hoặc là một cái ý tưởng gì đó mới hoặc là bắt đầu một cái kế hoạch mới thậm chí một số bạn sẽ nhận một cái cơ hội công việc mới trong ngày này ha à, có thể là các bạn sẽ có được một cái đọc được một cái tin tức gì đó ha khá là bất ngờ ha. một vài bạn có thể là bạn đọc được một cái tin tức hơi chấn động như là một ai đó mất nợ người ta hay gì đó vân vân một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn cũng có những cái sự gọi là âm thầm lặng lẽ tự mình làm tất cả mọi việc ừ. lên cái phương hướng đường hướng chiến lược riêng và giai đoạn nửa cuối ngày dường như các bạn có thể nên có sự cẩn trọng ha gần nằm mà đi ra ngoài vào ban đêm mình thấy các bạn nên cẩn thận một chút có thể có những cái người lừa đảo hoặc là cướp giật hoặc là gọi là đánh thuốc mê gì đó vân vân tốt nhất là nếu bạn không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất là bạn nên ở nhà hoặc một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn à, nên có sự gọi là bảo vệ bản thân của mình à, Đóng cửa và khóa cửa xe cẩn thận rồi đó vân vân nói chung là có cái đối tượng lừa đảo cướp giật à, hoặc là trộm cắp gì đó có sự gọi là lăm le ha à, theo dõi quan sát ừ. à, nếu bạn đi đâu đó nên đi với một cái người thân đừng đi một mình à, một vài bạn thì mình thấy có thể là các bạn à, À, có một cái um, sự kết thúc hoàn toàn cái công việc cũ ha Và các bạn sẽ bước sang công việc mới ừ, Hoặc là có những ai đó nói xấu hay bình gì đó sau lưng bạn Thì mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ không quan tâm Các bạn tập trung vào niềm vui thôi Các bạn không có muốn gọi là quá mệt mỏi căng thẳng với những người này ừ, Một vài bạn thì có thể các bạn có một cái sự nghi ngờ Một ai đó không có thực sự tốt với bạn ừ. Hoặc là có thể là các bạn sẽ phát hiện ra ai đó không thật lòng ha à, có sự hai mặt với bạn chẳng hạn và trong ngày hôm nay thì mình thấy có một số bạn các bạn cẩn trọng với những cái sự gọi là đâm lén sau lưng kiểu vậy và ở đây có thể các bạn có sự tương tác tiếp xúc với trẻ thơ trong ngày này một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn sẽ cho người khác lời khuyên ha bạn nào mà có sự gọi là tìm hiểu một cái đối tượng mới trong tình yêu thì các bạn cũng chưa hiểu về người ta các bạn cũng nên cẩn trọng để tránh gặp phải những cái người sai những cái người lợi dụng lừa đảo lừa tình gì đó ừ. có rất là đầy, nhiều người như thế ha đầy dãy luôn ha ừ. và mình thấy dường như là các bạn có một cái trạng thái hơi thất vọng ừ. à, một vài bạn ở đây có thể là ngày hôm nay trời mưa cho nên hơi sấm sét ừ và cẩn trọng đừng đi đến nơi công trường hoặc những nơi nào đó mà đang xây dựng cẩn trọng đất đá nó rớt xuống người một vài bạn thì nên có một cái sự là trung thực ngay thẳng trong ngày hôm nay ha ừ. bởi vì có thể là có những ai đó đang quan sát bạn đó cho nên việc của bạn nên tập trung vào công việc ngay thẳng và chính trực nhất và các bạn có sử dụng dao kéo cẩn trọng để tránh bị đứt tay và uống nước nhiều trong ngày này một số bạn các bạn có sự theo dõi âm thầm quan sát ai đó ha à. hoặc các bạn xem trang mạng xã hội của họ ha vân vân và mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái sự gọi là À, cảm thấy tự hào với những gì mình đã đạt được tuy nhiên các bạn cũng được khuyến khích là đừng quá gọi để cái sự tự phụ ảnh hưởng đến bản thân à, đừng để mình quá gọi là hơi có một cái sự kiêu căng và bởi vì có thể có nhiều người họ nói xấu hoặc là họ có sự ganh tị đố kỵ hoặc là người ta sẽ không thích ừ, cái sự kiêu căng mà bạn nên có sự khiêm tốn hơn ừ. và đừng để cái ego của bạn ngã ha lo bạn xuống ừ, kiểu như vậy một số bạn ở đây bạn được khuyến khích là đừng có nói chuyện của người khác Đừng nói những cái sự gọi là không tốt ừ. Hoặc là đừng so sánh bản thân mình với người khác Hoặc là đố kỵ với người khác ha Những cái nguồn năng lượng đó rất là thấp Và khiến cho bạn có thể là toàn thu hút những cái điều khiến cho bạn khó chịu thôi Ừ có rất là nhiều lá liên quan đến sự gọi là trộm cắp lừa đảo cướp giật gì đó thì các bạn nên kỹ càng cẩn trọng hơn trong ngày hôm nay ha hoặc là cẩn trọng với những cuộc gọi có thể cuộc gọi lừa đảo đó và mình thấy các bạn cũng có sự gọi là trao dồi học hỏi ha phát triển kiến thức của mình một số bạn có thể tham gia những khóa huấn luyện đào tạo gì đó ở đây bạn nào có những ý tưởng mới thì tốt nhất là các bạn đừng gọi là à, quá khoa trương hay gì đó nói chung là đừng để lộ ha. kiểu như là bạn cần giữ bí mật thì mình thấy các bạn nên có sự im lặng bởi vì có những người đang nghe ngóng theo dõi tin tức từ bạn đó và trong ngày hôm nay bạn nào có hẹn hò với một cái người mà tỏ tình bạn đặc biệt các bạn nữ ha à, có sự mời nước bạn ha các bạn cẩn trọng thuốc mê rồi đó nha thấy có những cái đối tượng gì đó không tốt hoặc là trong ngày này bạn có sự gọi là xem tin tức khá là nhiều và bạn đọc được những tin tức liên quan đến lừa đảo rồi bạn có sự gọi là rút kinh nghiệm cho bản thân của mình ở đây thì có thể là các bạn có thể là đang nắm giữ những cái đánh giá cầu toàn về bản thân ha ừ. à, các bạn có một cái sự gọi là muốn mọi thứ phải có một sự gọi là tỉ mỉ và đạt được cái um, điều tốt nhất ha kiểu như bạn có sự gọi là cần cái sự cầu toàn bạn sợ hãi rằng nếu như bạn hoặc công việc của bạn không hoàn hảo thì bạn sẽ không nhận được được những gì mà bạn cần thì vũ trụ và các thiên thần của bạn đang uh, muốn bạn có một cái sự gọi là yên tâm rằng bạn là một người hoàn hảo về mặt tinh thần ha bởi vì bạn được tạo ra theo hình ảnh của vũ trụ bạn không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo về mặt con người quá trên thực tế không ai là hoàn hảo theo nghĩa của con người ha mọi người đều là một cái tác phẩm trong một cái tiến uh, trình ở đây và cái thiên thần của mệnh của bạn muốn bạn tập trung vào những cái tiến bộ bạn đã đạt được và thừa nhận những cái thành công của bạn và xin đừng quá khắc khe với bản thân và ngừng phán xét bản thân của mình ha bạn rất là đáng yêu ha. đáng yêu từ trong ra ngoài nếu như mà có ai đó đang chỉ trích bạn đặc biệt là một cách lăng mạ ha hãy, hãy tránh xa họ bạn xứng đáng có được ở bên cạnh những cái người ủng hộ tử tế và luôn khuyến khích bạn Ừ. bạn biết rằng bạn là một người đủ tốt ha ừ. Đừng so sánh, đừng gọi là cảm thấy tự ti, cảm thấy buồn bã Với những cái điều người khác nói không đúng về bạn Hãy luôn tỏa sáng, hãy luôn thành công, hãy luôn sống hạnh phúc với chính mình ừ. Và lấy cái sự thành công của bạn để có thể đè bẹp <laughs> những cái sự công kích không hay từ người khác rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi uh, ngày thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây nhận cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Mình đây các bạn tụ ba là những người có thể là đang có một cái sự gọi là chờ đợi một cái tin tức gì đó Hoặc là có thể các bạn đang cảm thấy cuộc sống của bạn đang có những cái sự chậm chạp ha Nó không có cái sự gọi là thuận lợi hoặc là mọi thứ nó có vẻ dừng lại ở đây Một, một số bạn các bạn đang chờ đợi một cái tin tức, một cái kết quả nào đó sẽ đến với bạn à, Hoặc là ở đây mình thấy dường như các bạn đang có sự xui theo dòng ha ừ các bạn là những người chuyên hy sinh vì người khác và có thể cuộc sống của bạn đang cũng có rất là nhiều cái mâu thuẫn nhiều cái sự gọi là tranh cãi hoặc là um, sắp có những cuộc thi phỏng vấn gì đó ha, được diễn ra ở đây các bạn là những người có sự độc lập là những người có sự gọi là tự tay mình kiến tạo nên mọi thứ cố gắng gọi là xây dựng vun đắp cho cuộc sống của mình à, và ở đây thì mình thấy có thể các bạn cũng mong muốn có được cái sự tự do cho chính mình ha một số bạn các bạn là những người sống rất là cân bằng hài hòa và đôi khi có thể các bạn cũng là một người cũng rất là đào hoa ha hoặc là các bạn cũng rất là mong chờ có một cái tình yêu đẹp ở đây và mình thấy dường như có một số bạn đã trải qua một cái sự mất mát trong tình cảm hoặc là các bạn đã trải qua những sự mất mát gì đó khiến cho bạn có một cái sự muốn ở một mình ha muốn giải phóng bản thân cũng như là cho mình một cái khoảng không gian bình yên tĩnh lặng để chữa lành hoàn toàn những cái vấn đề trong cái vấn đề cảm xúc của bạn có thể có những cái sự tranh cãi gì đó đã diễn ra và những cái mối quan hệ tốt đẹp nó đã có một cái sự kết thúc ha hoặc là có những sự gọi là mâu thuẫn với nhau và chưa có thể giải quyết được rồi để mình xem coi ngày thứ tư 19 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào có một số bạn thì có thể các bạn có sự gọi là hợp mặt với đội nhóm ha hoặc là bạn có thể là cùng với đội nhóm của mình à, phát triển xong một cái dự án hoàn thành xong một cái kết quả một số bạn có thể có sự ăn mừng vui vẻ hoặc là có sự đoàn tụ xâm hợp ừ. à, có một số bạn các bạn sẽ có được những tin tức liên quan đến giấy tờ hồ sơ pháp lý gì đó ừ. hoặc là ở đây có một vài bạn các bạn sẽ có một cái sự rời khỏi một cái tình huống hoặc là bạn có thể là tính đi đâu đó chơi đi du lịch chẳng hạn hoặc là một số bạn có thể là bạn sẽ tính chuyển nhà vân vân à, thấy có một cái sự muốn rời đi ở đây hoặc là có thể người thân của bạn ở xa về thăm các bạn ha và trong ngày hôm nay thì mình thấy các bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nam đây là một người có sự thông minh ha đầy sự sáng tạo và có sự nhiệt quyết cũng như là một người có thể cũng có quyền hành có địa vị cho trong cuộc sống của họ rồi ừ. thì có thể đây là cái người mà bạn sẽ gặp gỡ trong ngày này ừ. hoặc là một vài bạn có thể là cái người này họ sẽ truyền cảm hứng gì đó cho bạn chẳng hạn ha một số bạn có thể các bạn được lên chức lên một vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo một vài bạn có thể là bạn sẽ đi công tác ha một số bạn có thể là bạn có một cái buổi trình diễn nào đó vân vân ha một buổi thuyết trình gì đó à, mình thấy dường như các bạn có một cái trạng thái gì cảm thấy hơi bị mơ hồ hoặc bạn đang có một cái điều gì đó mà chưa rõ ràng á thì các bạn có thể là cần phải gọi là xem xét kỹ lưỡng hơn hoặc là các bạn có một cái sự ký kết, kết hợp đồng mua bán làm ăn gì đó thì các bạn nên gọi là uh, xem kỹ giấy tờ hồ sơ ha để tránh có sự bút xa gạch chết hoặc là um, tránh có những cái điều gọi là thiệt hại cho cái quyền lợi của bạn À, và đồng thời cái trực giác của bạn rất là cao cho nên hãy tin tưởng vào trực giác của mình và một số bạn làm việc thì nên tập trung vào công việc đừng có một cái sự gọi là cha tám nhiều quá bởi vì có thể là cấp trên đang có sự theo dõi để quyết định là cho bạn nên ở hay là nên đi hoặc là tưởng hưởng cho một cái bạn một cái chuyến công tác chẳng hạn có một cái điều gì đó à, bạn cần phải tập trung hơn ừ hoặc là có một cái ai đó đang có sự giấu giếm hoặc là có những cái suy nghĩ gì đó sau lưng bạn thì việc của bạn bây giờ là phải um, rõ ràng tỉnh táo và cẩn trọng trước những cái tình huống những cái quyết định hoặc là có thể các bạn sẽ đọc sách nghiên cứu tìm tòi những cái um, kế hoạch gì đó mới của bạn vân vân và mình thấy các bạn nên có sự tin tưởng vào bản thân của mình đừng lo lắng sợ hãi quá nhiều ha ừ. Tập trung ha, tin tưởng vào kiến thức và kinh nghiệm và tài năng của bạn thì bạn có thể sẽ hoàn thành tốt mọi việc. Hoặc là bạn có thể nhờ những người có kinh nghiệm đi trước để hỗ trợ giúp đỡ cho bạn. Và mình thấy có thể là cuối ngày các bạn sẽ đọc sách, các bạn sẽ nghiên cứu nhiều hơn hoặc là bạn tìm kiếm những thông điệp. À, hoặc là một vài bạn có thể là bạn xem xem Tarot khá là nhiều ừ, trong ngày này và mình thấy có thể là ai đó sẽ mời bạn chầu nước hoặc là có thể là bạn sẽ đi uống nước với đội nhóm với bạn bè người thân gì đó ở đây và mình thấy trước những cái sự công kích phán uh, xét gì đó từ người khác thì mình thấy các bạn nên tập trung vào cái việc của bạn thì nó sẽ có lợi hơn cho bạn ha um, im lặng là vàng trong ngày này không cần tranh đấu với những người không có cùng cái kiến thức hoặc là kinh nghiệm với bạn à, và những gì mà bạn chưa rõ thì bạn hãy có sự kết nối với trực giác của mình ha tìm kiếm cái không gian bình yên để bạn có thể tìm ra được cái ngọn ngành hoặc tìm ra được cái hướng dẫn cái hướng đi bằng phải làm như thế nào cách giải quyết ra sao À, giống như mình nói một số bạn có thể là có ai đó gọi là nói điều gì đó sau lưng bạn khiến bạn cảm thấy khó chịu ha có những tin đồn thất thiệt gì đó ở đây ừ. mình thấy có thể là bạn sẽ đi đóng tiền ha hoặc là ai đó sẽ gửi tiền cho bạn ừ. một là một vài bạn nói chung là có một khoản tiền nào đó ở đây tuy nhiên các bạn cũng được khuyến khích là hãy có sự cẩn trọng với những cái khoản tiền mà không phải là của mình hoặc là một vài bạn có thể là bạn hỗ trợ người khác làm xong giấy tờ rồi người ta có sự gọi là à, biếu sáng cho bạn vân vân ừ. và có thể một số bạn là có ai đó không có nhận ha không có nhận tiền của bạn ừ. từ chối có một sự từ chối gì đó ở đây và mình thấy các bạn có một cái sự yêu thương bản thân của bạn ha các bạn tập trung vào việc chữa lành sức khỏe đồng thời có sự độc lập hơn trong cái hành trình của mình có thể một số bạn là ai đó muốn giúp đỡ bạn nhưng bạn không có muốn phụ thuộc không có muốn bị yếu ớt cho nên các bạn có sự gọi là tự mình làm nên mọi thứ kiểu như vậy hoặc một số bạn có thể hoàn thành xong công việc cho nên các bạn sẽ nhận được tiền công có thể là bạn giúp đỡ cho một ai đó và người ta ngỏ ý muốn hỗ trợ giúp đỡ tiền bạc gì đó cho bạn nhưng bạn có một cái sự gọi là không có nhận cái khoản tiền đó ha vân vân à, một vài bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn cũng cần cẩn trọng với những cái người gọi là đeo mặt nạ với bạn ha ừ, hoặc là những người gọi là Uh, kiểu như là hai mặt muốn uh, giúp đỡ bạn nhưng thực sự trong lòng họ là họ có một cái ý đồ khác cho nên các bạn cần phải sáng suốt rõ ràng hơn và đừng để bản thân của mình bị người khác uh, um, nhận định sai hoặc là gây ra cho bạn cái sự hiểu lầm và trong ngày hôm nay làm ăn mua bán cẩn trọng hoặc là tránh mượn nợ cho người khác mượn nợ chẳng hạn vân vân ha có một cái sự cao chạy xa bay ở đây hoặc người ta có những cái ý đồ gì đó đen tối ở bên trong cho nên mình cũng không có biết rõ hoặc là bạn không có biết rõ về cái người đó hơi mù mờ một chút à, thì các bạn được khuyến khích là hãy lắng nghe cái trực giác của bạn nó mách bảo rất là đúng đó ừ. và đối với những gì bạn không có biết rõ thì tốt nhất là bạn đừng có gọi làm ăn chung với họ ha hoặc đừng bỏ tiền ra ở đây và nếu như có sự hợp tác làm ăn với bất kỳ ai thì các bạn cần phải có một cái sự gọi là suy si tính rõ ràng và có giấy tờ hồ sơ công chứng ha chứ đừng có gọi là làm đại làm đùa ha đưa tiền mà không có giấy tờ gì hết có sự dị tình là rất là dễ bị rơi vào cạm bẫy đó ở đây thì các bạn có thể là đang nhận được những cái sự hỗ trợ tuyệt vời ha À, có thể là có được nhiều cái sự hỗ trợ hơn để nhu cầu của bạn được đáp ứng, sự hỗ trợ có thể ở dạng sung túc, thoải mái mặt tinh thần hoặc là giảm bớt một số trách nhiệm của bạn, giúp bạn có thêm thời gian để bạn tập trung vào cái ưu tiên của mình và vũ trụ đã nghe và đang nhận lời cái lời cầu nguyện của bạn có thể liên quan đến việc bạn nhận được cái trực giác hoặc là ý tưởng để có những cái hành động tích cực. À, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ làm như vậy để bạn không bỏ lỡ các phước lành được cung cấp cho bạn và có thể những cái hướng dẫn thiên liêng bao gồm cái việc bạn thực hiện cái lối sống lành mạnh. Ha. Chẳng hạn như là cải thiện cái thói quen tập thể dục ngủ hoặc là ăn uống ở đây. Để nâng cao tinh thần của rung động của bạn và do đó sẽ thu hút được những cái kết quả cao hơn. Và đây cũng là một cái động lực để bạn có thể gọi là cầu xin sự hỗ trợ từ vũ trụ, ha, những người thân yêu của bạn. Hoặc là tham gia một nhóm hỗ trợ gì đó ở đây. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.